반갑습니다. 안녕하세요. 세연입니다. quên coi cái cushion. Bạn mới lo mà mua 80% mà không bao giờ mua được cái này. Bởi vì Hà nếu bao giờ nó discount mà tới mức mà 90% thì sẽ. 5시 5분. Do
lúc nãy nếu không trả lời thì mang cái răng. Thank you.
但是确实是这样，因为我看我看到了，好黑。